Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mon. Giờ này mình lướt YouTube á, thì đang thấy có một cái trận chiến giữa hai bên YouTuber nói về cái vấn đề đó chính là cô dâu Việt Hàn. Và qua cái góc nhìn chia sẻ của mình là một người du học sinh đã sống và làm việc ở Hàn Quốc được khoảng 2 năm thôi. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, mấy đứa nào chứ mấy đứa du học sinh như tụi mình á, thường thì đi làm rất là nhiều cái công việc và thường cũng khá là rảnh rỗi để mà có nhiều thời gian để mà có thể ngồi bàn tán rồi xong đàm tiếu hay là ba cái chuyện mà trời đất hở trên thiên hạ, thì đám du học sinh là những đứa mà rảnh nhất đó các bạn. Thì hôm nay hy vọng là mình sẽ chia sẻ cho mọi người được một số cái kinh nghiệm của bản thân mình qua những cái cuộc nói chuyện với những người mà mình đã từng làm chung, những cái chị cô dâu Việt đã từng làm chung với mình, hoặc là những cái đứa bạn mình á, nó có người thân hoặc là có bạn bè là những người cô dâu Việt đấy. Thì đầu tiên là anh Khoa Bốc là một YouTuber travel du lịch rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Thì anh này mới qua Hàn Quốc được khoảng vài ngày thôi và anh có một cái số nhận định về cái vấn đề cô dâu Việt Hàn, chính là thường thì những người đàn ông á mà lấy vợ Hàn Quốc thường là không có điều kiện kinh tế hoặc là do vấn đề gì đó nên người ta mới phải lấy vợ Việt Nam. Điều đó có đúng hay không? Theo mình thấy thì lời anh Khoa Bốc nói đúng đến 80% các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là cái vấn đề mà tại sao người con trai những người đàn ông Hàn Quốc lại thích lấy vợ Việt Nam. Có hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ nhất á, thường thì những người đàn ông Hàn Quốc này họ không thích lấy vợ Hàn Quốc hoặc là họ thích lấy vợ Việt Nam. Kiểu như mà các bạn ở Hàn Quốc một thời gian, các bạn sẽ thấy là kiểu như những người con gái Hàn Quốc á, thì cái tính của họ cũng rất là khó. Khi mà muốn lấy họ thì thường bạn phải có một cái tiêu chuẩn gì đó nhất định thì người ta mới chịu lấy bạn. Còn trường hợp thứ hai á, mình thấy là có rất nhiều những cái bạn mà Việt Nam á, qua đây đi du học, hoặc là những bạn Hàn Quốc á, đi về Việt Nam chơi, thì những qua những cái lần như vậy thì họ gặp gỡ nhau, họ quen nhau và yêu nhau. Thì đó là những cái chuyện tình cũng khá là đẹp và dễ thương. Mình đã gặp rất rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà những trường hợp như vậy á, thường thì nó không chiếm đa số đâu các bạn ơi, nó chỉ chiếm thiểu số một phần thôi. Trường hợp còn lại nghĩa là gì? Có nhiều người đàn ông Hàn Quốc á, họ đúng là không có việc làm đàng hoàng tử tế thiệt. Họ không có một cái điều kiện tài chính rõ ràng, cho nên là họ phải lấy vợ Việt Nam. Và một số cái trường hợp như vậy á, thì thường sẽ được chính phủ cấp cho một số tiền để có thể lấy vợ nước ngoài. Thứ hai nữa là có một số người đàn ông Hàn Quốc, cái tính người ta rất là kỳ các bạn ơi. Khùng khùng, điên điên, dở dở, ương ương các bạn. Cái tính nó rất là, nói chung là còn hơn cả gia trưởng nữa các bạn. Cái tính mà có nhiều người còn chịu không nổi. Mình có một con bạn nó đi làm và nó đi học ở một cái tỉnh Daejeon ấy, thì nó làm chung với một cái ông này. Ông này chỉ là một cái người mà nói chung là vô công đuổi nghề, xong rồi cái ông chủ nhà hàng đó, ông thấy tội quá mới cho đi vô trong nhà hàng làm chung. Nhưng mà ai ngờ lúc mà làm với con nhỏ này thì cái kiểu ông này là kiểu người học hành và cái người kiếm chuyện này nọ, là cái đúng là cái chất mà cái thứ mà âm binh trời đánh đó các bạn. Đúng là cái kiểu người như vậy luôn, mà người bao nhiêu người làm ở nhà hàng đó, thậm chí là người Hàn, người ta cũng ghét ông này lắm. Nhưng mà cái ông chủ này, ông thấy cái ông này tội quá, ông này tính khùng khùng điên điên như vậy, mà giờ mình đuổi ổng cái là ổng không có việc làm, cho nên là ổng mới giữ ông này làm. Và chính cái ông đó là một người lấy vợ Việt Nam ngay tại cái tỉnh đó. Và con bạn mình nó đã biết được cái người vợ này và nó có nói chuyện với người vợ này luôn đó các bạn ạ. Trường hợp thứ ba là cái trường hợp nghiêm trọng nhất. Thường thì những cái người mà lấy vợ Việt Nam còn lại á, họ bị vấn đề về thần kinh hoặc là họ bị bệnh luôn đó các bạn ơi. Có rất là nhiều người người ta bị bệnh hoặc là khùng khùng điên điên vậy, có vấn đề về thể chất hay là tinh thần gì đó đấy, thì họ không có thể nào mà lấy được vợ Hàn Quốc mà họ phải lấy vợ Việt Nam thôi. Thì những cái trường hợp như mình nói ở trên quy ra nghĩa là gì? Đa số là các chị cô dâu Việt á, khi mà lấy chồng Hàn Quốc, cái cơ hội mà họ có thể gặp được một người đàn ông tốt, một người đàn ông mà yêu thương mình, hoặc là một người đàn ông mà có nhiều tiền, giỏi giang đồ này nọ thì rất rất là ít. Và vô tình thì chị Yewon TV lại gặp chúng với người đàn ông như vậy, cho nên là cái suy nghĩ của chị ấy có thể là hơi khắt khe với cái việc mà nói những người đàn ông Hàn Quốc mà bị này bị nọ hoặc là không có điều kiện tài chính này nọ mà lấy vợ Việt Nam không là không đúng. Thì mình cũng hiểu cho chị đấy một phần, nhưng mà đa số không phải ai cũng có cơ hội để mà lấy được một người chồng tốt của Hàn Quốc. Và mình nghĩ cái tỷ lệ mà lấy được chồng tốt của Hàn Quốc cũng khá là hiếm đó các bạn ạ. Nhưng mà có một cái như thế này nè, là mình vô tình đọc được comment của một số gọi là bạn ở Việt Nam ấy. Những người này sẽ có một cái nhìn khắt khe về cái vấn đề mà
con gái Việt Nam đi lấy chồng Hàn Quốc, người ta lại nói là cái thứ mà con gái con đứa mà ham tiền, cái đồ mê đồ Hàn Quốc 9cm hay này nọ, hay là thậm chí có nhiều người còn chửi hẳn những cái chị mà đi lấy chồng Hàn luôn. Đầu tiên á, trước khi mà trách người thì cũng phải trách lại bản thân mình trước. Ở Việt Nam á, cái tỷ giá của bên mình quá là thấp so với bên Hàn Quốc đi. Và đặc biệt á là đi làm cái tiền lương bên Hàn Quốc nó cũng hơn rất là nhiều tiền lương bên Việt Nam mình rồi. Những cái chị cô dâu Hàn như vậy đấy, họ có thể có một cái gia cảnh rất là khó khăn, cho nên họ cần một số tiền lớn. Có thể là lấy chồng Việt Nam đó thì sẽ được yêu thương nè, được lo lắng chăm sóc, nhưng mà chắc gì sẽ được có nhiều tiền. Người ta nói rằng là sao ta, không phải có tiền là hạnh phúc đâu, nhưng mà không có tiền thì chắc chắn không hạnh phúc rồi. Cho nên đó là có nhiều chị người ta hy sinh cái hạnh phúc của mình để mà có thể lấy một người chồng Hàn Quốc có một số tiền lớn. Thứ nhất là phụ cha phụ mẹ nè, thứ hai là có thể chăm lo cho bản thân mình hơn, để mình có thể chắc chắn một cái tương lai mình có tiền thì mới có thể mà phát triển cái bản thân mình được. Còn nếu đến đây mà có nhiều bạn vẫn cứ nói rằng là mấy cái đứa đó ham tiền thôi, cái thứ mà dân ham tiền á, thì xin lỗi các bạn, thì mình xin nói thẳng vào mặt các bạn luôn, giữa một cái lựa chọn đó chính là chắc có lẽ sẽ được yêu thương, chưa chắc gì được yêu thương hay đối xử tử tế ở Việt Nam nha, mà không có nhiều tiền với một bên á thì chắc là cũng không được yêu thương gì nhiều, thậm chí có thể bị đánh đập này nọ luôn á, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cục tiền vô mặt ấy. Thì các bạn nghĩ như thế nào nè? Đương nhiên là những người mà ta cần tiền, người ta sẽ chọn cái bên cần tiền hơn rồi. Nhưng mà chọn cái bên yêu thương mà không có tiền thì cũng không có nghĩa lý gì hết các bạn ạ. Trong cuộc sống hiện tại bây giờ á, mình phải nhìn vào vấn đề thực tế đi, mình phải sống thực tế một chút xíu. Đâu phải chỉ có việc hai người yêu nhau thôi là có thể sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời được. Có nhiều bạn nói lấy chồng Hàn Quốc á thì sẽ được một cái cục tiền mà lúc lấy thôi, và lúc sau thì chắc không cho đồng nào đâu. Nhưng mà thực tế khi mà các bạn lấy chồng Hàn Quốc rồi thì thường các bạn phải qua Hàn Quốc. Mà qua Hàn Quốc như vậy thì các bạn phải đi làm bên này để kiếm tiền gửi về cho gia đình luôn. Mà khi mà làm như vậy thì tỷ giá này mình đã nói rồi, nó rất là cao so với Việt Nam. Cho nên là khi mà các bạn làm bên này, các bạn có thể gửi về cho gia đình mình, nói chung là thoải mái hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn phải đi làm ở Việt Nam rồi. Và thậm chí có nhiều cái chị mà khi mà lấy chồng Hàn ở đây xong ấy thì thường dẫn ba mẹ qua đây đi làm kiếm tiền luôn. Đó là một cái suy nghĩ mình thấy là thực tế đó chứ. Nhưng mà nói về cái vấn đề các bạn nói là trời ơi được tiền vậy sướng quá trời sướng rồi, nhưng mà thực tế không phải như vậy đâu. Các bạn phải hiểu cho những người mà người ta phải đi lấy chồng Hàn như vậy, họ phải rời xa quê hương nè, họ phải sống một cái môi trường mà sao không có ai là đồng bào của mình, không có ai mà nói chuyện với mình bằng tiếng Việt được. Nhưng mà ở Hàn Quốc dạo này có rất là nhiều cô dâu Việt rồi, cho nên là mình nghĩ cái vấn đề đó không có nghiêm trọng lắm. Thứ ba là họ phải sống gần như là cả cuộc đời của họ còn lại đấy ở bên Hàn Quốc. Cho nên là mình thấy đó là một cái sự đánh đổi rất là lớn các bạn ạ. Và đương nhiên là thường thì chắc chắn không phải ai cũng lấy được một người chồng tốt. Các bạn có thể thấy cái việc mà người mấy ông chồng Hàn Quốc á mà đánh vợ rất là vũ phu rồi nọ, đó là một cái chuyện có thật các bạn ơi. Và nói chung là có rất nhiều nhưng mà người ta không có phản ánh lên trên mạng xã hội nhiều thôi. Đặc biệt là mình đã đi dạy rất nhiều cho những các em mà gọi là gia đình mà đa văn hóa, gia đình mà con lai đấy, thì những cái em này thường thì không được bố mẹ quan tâm lo lắng lắm đâu. Có những đứa bé mình dạy đó các bạn, lúc nào đi gặp tụi nó cũng mặc đúng có một bộ đồ duy nhất. Lâu lâu mình hỏi là ba mẹ có dẫn con đi chơi hay đi đâu, nó không kêu không, ba mẹ ít dẫn đi chơi lắm. Rất là tội các bạn, những cái hoàn cảnh mà mấy đứa bé mà phải sinh ra ở bên gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc có một cái môi trường rất rất là tội luôn. Và thường á thì các bạn sẽ hỏi rằng là ở Hàn Quốc á người ta đón nhận hay là nhìn nhận cái cô dâu Việt như thế nào, thì mình nghĩ là không có một cái sự tôn trọng nhất định của người Hàn dành cho những cái cô dâu đến từ những quốc gia Đông Nam Á như là Thái Lan, là Lào, Campuchia, Việt Nam tụi mình đâu. Họ hơi khinh thường một chút xíu, cho nên là những cái chị này khi mà phải sống ở Hàn Quốc thường thì bị những ánh mắt dòm ngó, như là mấy bà đầu xóm của các bạn dòm các bạn thế nào á, thì bên Hàn Quốc cũng có những cái bà hàng xóm như vậy, bả dòm ngó những anh chị đó y chang như vậy đấy các bạn. Nhưng mà nói như vậy không phải là những cái chị này đến Hàn Quốc mà toàn lúc nào cũng phải chịu khổ, ngày nào cũng phải bị đánh đập đồ đủ thứ như vậy đâu. Có nhiều chị gặp được những ông chồng rất là tốt thì họ cho ăn sung mặc sướng, rồi cho ăn chơi làm đủ thứ hết. Có nhiều chị cần ngồi khoe là hôm nay tao mới đi sửa mũi, sửa cái gì rồi sửa cái mặt rồi sửa tùm lum hết rồi. Có nhiều chị gửi tiền về gia đình rất là nhiều luôn, đó là những chị rất là may mắn các bạn. Có một chuyện cũng khá là nhạy cảm nên nhưng mà mình nghĩ là vẫn nên chia sẻ cho các bạn, đó chính là cái chuyện mà những người mà cô dâu Việt khi mà lấy chồng Hàn Quốc á thì xui xui sẽ gặp những cái ông mà chúng sinh lý yếu hoặc là những cái ông hàng ngắn các bạn ạ. Trước khi bàn về cái vấn đề mà hàng ngắn thì tí mình sẽ bàn về sau các bạn nhé. Thì những cái chị này thấy là không có thỏa mãn được thì cái những cái chị này không chịu này nọ lọ chai với những ông đó, và họ đi gặp những cái người gọi là những cái anh mà Việt Nam ấy đi lao động qua bên này lao động ấy, thì
với nhau thì những trường hợp đó cũng khá là nhiều. Còn cái vấn đề mà các bạn nói là cha hàng bé thì thực tế thì những cái chị mà lấy chồng hàng như vậy thường sẽ gặp được thế hệ hàng gọi là F1, F2 đi, là hàng hơi bị bé bé như thế này. Nhưng mà dạo này nếu các bạn vẫn cứ nói Hàn Quốc hàng bé nữa thì mình thấy là cũng không có đúng lắm đâu. Tại vì dạo này thế hệ Hàn Quốc bây giờ là F5, F6, F7 rồi. Nghĩa là sao? Họ được đồi bổ chất dinh dưỡng đầy đủ, uống sữa thoải mái thường là sẽ rất là cao và to. Nếu các bạn không tin thì các bạn cứ coi mấy cái clip trên này nọ là trai đó, thì các bạn có thể kiểm chứng được điều đó. Cho nên là dạo này mình khuyên các bạn không nên nói Hàn Quốc còn bé nữa, mà thay đổi cách nhìn nhận chút xíu đi. Còn về chia sẻ của mình về cái vấn đề mà tuyển chọn con gái Việt Nam để lấy chồng Hàn Quốc đó, các bạn sẽ thấy một, lên trên Google các bạn hoặc là Facebook hoặc là YouTube, các bạn gõ cái từ Petunam Kyoron, nghĩa là kết hôn Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ thấy người ta chưng. Mình không nghĩ tin được, lúc đó mình search ra mình cũng không có tin được vào mắt mình. Ở chính là một list dài, thật là dài, những các bạn con gái Việt Nam còn rất là trẻ các bạn mà đứng ra mà ngồi có những cái gọi là cái tiêu đề các bạn là em muốn đẻ ra 3 đứa con, anh ơi em rất là yêu Hàn Quốc rồi này nọ, là những cái tiêu đề rất là bậy bạ nhạy cảm mà kiểu như là mời gọi người ta đó, mà những các bạn gái này lại không bị che mặt đó các bạn. Bên Hàn Quốc thì người ta bắt buộc khi mà chụp hay là quay ai đó là phải che mặt, nhưng mà người ta làm như là những món hàng vậy đó. Có một cái thái độ rất là khinh bỉ con gái Việt Nam mình không có thể chấp nhận được cái vấn đề đó. Và mình cũng không hiểu tại sao mà họ vẫn có thể làm như vậy được. Thậm chí các bạn có thể nhìn hay là kiếm được những cái trang hay là những cái công ty mà người ta chuyên môi giới Việt Nam, con gái Việt Nam qua như vậy đó. Mình cảm thấy khá là tức và rất là phẫn nộ cho những thế hệ cô gái Việt Nam như vậy. Còn mấy cái ông mà chuyên gia đi săn gái Việt Nam thì nói thôi rồi nha các bạn ơi, những cái ông này thường rất là bệnh hoạn và biến thái các bạn. Có một lần á, con bé học chung với trường mình á, nó đang đi làm ở một quán Việt Nam, thì tối hôm đó chuẩn bị đi về, có một cái ông Hàn Quốc á, ổng già rồi mà nghe nó ổng biến thái lắm á, con nhỏ đang lau bàn như thế này á, ông này ổng chạy tới ổng hỏi có bạn trai chưa, xong nhà kêu chưa có, xong lấy chồng chưa, xong kêu thì đương nhiên chưa lấy chồng rồi, xong rồi mình hỏi lấy chồng không, lấy chồng Hàn Quốc không, là ý là nói ổng mà ổng vờn vờn con nhỏ nha, mà ổng rất là biến thái. Một con nhỏ này trời tội nghiệp lắm, nghe mà kể mà thấy tội lắm, kiểu ông này mà vờn như là chim vờn mồi đó các bạn ơi, trời ơi rất là kinh. Và trường hợp ở bên Hàn Quốc có những cái đàn ông mà biến thái như vậy thì thường rất là nhiều, mà khi xưa mà gặp chúng mấy ông như vậy nữa thì thôi rồi các bạn ạ. Thì nói chung là mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng, cái sự lựa chọn của họ đó là họ có thể lựa chọn họ cảm thấy hạnh phúc về cái vấn đề tinh thần, hay là họ hạnh phúc về cái vấn đề tiền bạc, hay họ yêu ai đó, đó là quyết định của mỗi con người. Cho nên chúng ta không có thể nào gọi là đánh giá hay nhìn nhận hay là phê phán bất cứ một cái ai cả. Thì qua vlog này mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái nhìn nó khách quan hơn về cái vấn đề cô dâu Việt Nam, và hy vọng mọi người cũng đừng có quá khắt khe và nói này nói nọ về những cái chị mà phải đi lấy chồng hàng như vậy nữa các bạn ha. Ok, và vlog ngày hôm nay đã được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye.